业。我学国际关系专业。Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业？ Mình học chuyên ngành quan hệ quốc tế, còn bạn? Tôi học quốc tế quan hệ chuyên nghiệp, bạn? Tôi học quốc tế quan hệ chuyên nghiệp, bạn? Mình là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Tôi là Đông Phương Đại học của lưu học sinh. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế, còn bạn? 我的专业是国际关系，你呢？ 我的专业是国际关系，你呢？ Bạn tên là gì? 你叫什么名字？ Mình tên Trương Hồng. 我叫张红。 Hãy nghe từ nghiên cứu sinh. 研究生. Yán. Yán. Chiêu. Chiêu. Sân. Sân. Yán chiêu sân. Yán chiêu sân. Trung Hoa. Trung Hoa. Trung. Trung. Hóa. Hóa. Trung Hóa. Trung Hóa. Đại học Trung Hoa. Trung Hóa Đại học. Trung Hóa Đại học. Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học. Đại học Ngoại ngữ. 外语大学 Học viện ngôn ngữ 语言学院 Học viện quan hệ quốc tế 国际关系学院 国际关系学院 Hay nói nghiên cứu sinh của Đại học Trung Hoa 中华大学的研究生 中华大学的研究生 Nghiên cứu sinh của đại học của bọn mình 我们大学的研究生 我们大学的研究生 Hãy nghe Hoa Trung Văn Trung Văn Sĩ Trước tiên là từ Trung Văn Trung Văn Trung Trung Văn Văn Trung Văn Trung Văn Trung Văn Trung Văn Trong nhiều trường hợp từ này cũng có nghĩa là tiếng Trung Trung Văn thường được dùng nhiều trong văn viết. Hải ủy thường được dùng nhiều trong văn nói. Tương tự, tiếng Anh, yên ủy, có thể nói thành yên vấn. Hay nói Trung văn. Trung vấn. Tôi học tiếng Trung, nói hai cách. 我学汉语. 我学汉语 我学中文 我学中文 Hãy nghe từ hoa 戏 Âm Hán Việt là hệ Từ này chính là từ 戏 Trong quan hệ 戏 Trong trường hợp này, từ này đọc thành thanh 4 戏
Khoa Trung văn nguyên văn là Trung văn hệ. Trung văn xì. Trung văn xì. Khoa Hán ngữ. Hàn ngữ xì. Hàn ngữ xì. Khoa Đông phương. Đông phương xì. Đông phương xì. Hay nói Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa nguyên văn là Trung Hoa Đại học Trung văn hệ. Trung Hoa Đại học Trung văn hệ. Trong tiếng Trung, nói từ lớn đến nhỏ, đại học đến khoa rồi mới đến chuyên ngành. Hay nói lại, Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn hệ. Trung Hoa Đại học Trung văn hệ. Khoa Trung văn Đại học Ngoại ngữ. Ngoại ngữ Đại học Trung văn hệ. Ngoại ngữ Đại học Trung văn hệ. Khoa Trung văn Học viện Ngôn ngữ. Ngữ văn Học viện Trung văn hệ. Ngữ văn Học viện Trung văn hệ. Trung văn hệ và Hàn ngữ hệ là hai khoa khác nhau. Hay nói lại, nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh. Quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ. Quốc tế quan hệ. Chuyên ngành quan hệ quốc tế. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Khoa Trung văn. Trung văn hệ. Khoa Đông phương. Đông phương hệ. Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học. Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn hệ. Trung Hoa Đại học Trung văn hệ. Nghiên cứu sinh của Khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. Trung Hoa Đại học Trung văn hệ 的研究生。中华大学中文系的研究生。Nghiên cứu sinh của Đại học Đông Phương. 东方大学的研究生。东方大学的研究生。Bây giờ hãy nghe từ văn học. 文学 trong đó từ 文 trong 中文 学 trong 学习 文学 âm Hán Việt là văn học 文学 hay nói văn học 文学 文学 Trung văn 中文 中文Anh văn. Yên vấn. Yên vấn. Hãy nghe từ hiện đại. Hiện tại. Hiện. Hiện. Tại. Tại. Hiện tại. Hiện tại. Hãy nói hiện đại. Hiện tại. Hiện tại. Văn học hiện đại nguyên văn là hiện đại văn học. Hiện đại văn học. Hiện đại văn học. Chuyên ngành văn học hiện đại. Hiện đại văn học chuyên nghiệp.
现代文学专业。chuyên ngành quan hệ quốc tế. 国际关系专业。国际关系专业。chuyên ngành của mình là văn học hiện đại. 我的专业是现代文学。我的专业是现代文学。chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. 我的专业是国际关系。我的专业是国际关系。nghiên cứu sinh của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. 中华大学中文系的研究生。lưu học sinh của khoa Trung văn Đại học Trung Hoa. 中华大学中文系的留学生。中华大学中文系的留学生。还好 ở đâu? 在哪儿? 各位 đang ở đâu? 他在哪儿? nhà ăn ở đâu? 餐厅在哪儿? 餐厅在哪儿? Đại học Trung Hoa ở đâu? 中华大学在哪儿?中华大学在哪儿? Hay nói, mình không biết bạn ấy đang ở đâu. 我不知道他在哪儿。我不知道他在哪儿。Hay nói từ Đông Phương. Đông Phương. Hay nghe từ phía Tây. Xi biên, xi, xi, biên, biên, âm Hán Việt là Tây biên, xi biên, xi biên. Hay thử nói phía đông, âm Hán Việt là Đông biên, Đông biên, Đông biên. Hãy nhắc lại phía tây. Xi biên. Xi biên. Phía tây của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học ở xi biên. Đông Phương Đại học ở xi biên. Ở phía tây của Đại học Đông Phương. 在东方大学的西边，在东方大学的西边。Hay nghe từ lúc, 时候，时候，时，时，后，后，时候。Hay nói lúc, 时候。时候。